ứng viên phó tổng thống của ông Trump có thể là bà Nikki Haley. Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đang cân nhắc bà Nikki Haley, từng là đối thủ của ông Trump trong giai đoạn bầu cử sơ bộ, cho vị trí ứng viên phó tổng thống để liên danh tranh cử. Ông Donald Trump khi còn là tổng thống Mỹ vào năm 2018 và bà Nikki Haley, lúc đó là đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc trang tin Axios hôm 11 tháng 5 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Trump đang cân nhắc bà Nikki Haley cho vai trò liên danh tranh cử ở vị trí ứng viên phó tổng thống. Theo đó, ông Trump có thể đưa ra quyết định nếu cảm thấy bà Haley giúp được ông giành được ghế tổng thống vào tháng 11 tới, tránh được án tù và gây quỹ chi trả được phí tổn pháp lý nếu ông thua cuộc. Bà Haley từng là thống đốc bang Nam Carolina 2011-2017, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc 2017-2018, trước khi tham gia đường đua sơ bộ giành quyền đại diện đảng Cộng Hòa tranh cử tổng thống năm nay. Thống đốc ủng hộ ông Trump kêu gọi bắn chết chó cưng của ông Biden, Nhà Trắng phẫn nộ chiến thắng của bà tại cuộc bầu cử sơ bộ ở Washington D.C. hôm 3 tháng 3 đánh dấu lần đầu tiên một phụ nữ giành được thắng lợi trong lịch sử bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Các nguồn tin thân cận với chiến dịch tranh cử của ông Trump và bà Haley cho rằng cả hai có thể đạt được hòa giải vì theo đuổi lợi ích chung của đảng Cộng Hòa. Dù trước đó họ trải qua cuộc đối đầu gay gắt khi bầu cử sơ bộ, cũng như vẫn tồn tại quan điểm khác biệt. Cho đến thời điểm hiện tại, bà Haley vẫn chưa công khai ủng hộ ông Trump tranh cử tổng thống. Vì thế, nếu cứ tiếp tục quan điểm này, bà Haley có thể bị đổ lỗi nếu ông Trump thua cuộc trước tổng thống Joe Biden vào tháng 11.